thị trường tuần tới sẽ có rất là nhiều tiềm năng và tại sao mà thấy ngô nói được điều này thật sự các bạn ạ à, cái câu chuyện về thị trường á thì bây giờ chúng ta bỏ qua một bên nha nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn bên trong vào lòng thị trường á rất là nhiều cổ phiếu nó liên tục vượt đỉnh rất nhiều cổ phiếu nó đã tạo thành những mẫu hình cực kỳ thành công cái điều này thật sự chỉ có một cái trader những cái trader chuyên nghiệp và ta sẽ nhìn vào và ta sẽ thấy được các bạn ạ à. rõ ràng ngày hôm nay nè thật sự ha ngày hôm nay có khoảng là 35 cổ phiếu các bạn không nghe nhầm nha 35 cổ phiếu nó tăng điểm và đi kèm với khối lượng và nó dàn trải ra rất là nhiều nhóm ngành mình ví dụ nè các bạn ví dụ như là tăng điểm nhiều nhất ngày hôm nay là ông gì ạ à? ông MSR nè ha à, đó tăng ông này là tăng 12 uh, 12% các bạn ạ à. 12% các bạn không nghe nhầm nha một phiên là bật nền nữa như vậy á dạo gần đây nó liên tục nó tạo ra một cái này số 2 này nè các bạn nè à. nó tay này tiếp tục nha Nền thứ nhất ở đây nè đó và nó bật Ok không ạ? À? Các bạn đang thấy trên màn hình nha Hoặc là BFL nè Thì thật sự đây là những cổ phiếu mà mình sẽ điểm tên thôi Còn sau đó là mình sẽ đi vào phân tích những cổ phiếu rất là trọng tâm của những nhóm ngành nào các bạn ạ à? Trong giai đoạn vừa qua nhóm ngành mạnh nhất mà thật sự mình đang nhìn nhận và mình cho mọi người mua trong group VIP đó, Rất là ok À Thật sự Lát nữa Thái ngồi sẽ đi phân tích cho các bạn một cái mẫu hình mà rất là thường sử dụng trong cái giai đoạn này mà chỉ có những trader chuyên nghiệp và người ta đã nhìn ra được bản chất thôi. Đó là mẫu hình cốc tay cầm và cụ thể luôn là cái câu chuyện của Long Hậu Gấp nè. Thời điểm đó nè các bạn nè, Long Hậu Gấp là khi mà Thái Ngô nhìn nhận ra được và mình cập những cái kiến thức thực chiến này. Thái Ngô rất là mong hy vọng là mọi người trong group VIP á sẽ nhận được những kiến thức thực chiến để mọi người là vừa kiếm tiền và mọi người có những cái trải nghiệm về thực tế để mọi người là sau này có cái hành trang đầu tư nó rất là bài bản nha. À, lý do tại sao các bạn là à, mua thắng hoặc là tại sao các bạn quản trị rủi ro lãi lỗ gì đó các bạn phải biết được những điều đó để chúng ta đi với hành trình rất là lâu dài mới bình bỉ, bỉ được ha rất là vui các bạn ok à, Thái rất là cảm ơn <laughs> trước khi đưa vào nội dung chính thì thấy rất là cảm ơn anh lợi ha à, đã gửi những đồng tiền rất là trí tuệ và hạnh phúc thật sự à, khi mọi người chúc lại thành công ha <laughs> ok thật sự tại vì sáng nào mình cũng bốn giờ rưỡi đến năm giờ là mình đã thức sớm mà mình làm việc rất là rõ ràng và mình làm thật sự là xuyên lục địa luôn xưa giờ là mình cái tinh thần mình làm việc các bạn biết rồi ha anh chị trong rất hơn năm rồi ok rất là hạnh phúc chúng ta đã đồng hành từ cái giai đoạn mà ha không cho mọi người là mua từ vùng đỉnh nè năm 2022 sau đó là dạ, liên tục đưa ra những cái cảnh báo về shopping market giữ tiền là quan trọng nhất ha rồi sau đó là phát đi những cái tín hiệu để mọi người là mua vào dịp Tết vào ngày 26 tháng 11 đó, đó là phiên hồi phục đầu tiên. Mình còn nhớ mà ha, vào đầu đầu tháng 11 năm 2022 á và tới thời điểm hiện tại chúng ta đã liên tục là đưa ra những cái cổ phiếu mà lát nữa mình sẽ phân tích cho mọi người. Ok. Và đây hiện tại chính là một cái bản đồ một cái bản đồ định vị đường đi mà mình đã nhắc với mọi người. Đây là quan điểm riêng của góc nhìn của các thái ngô mọi người ạ. À. Và đâu đó thì mình có góc nhìn này nó phù hợp thực, à, thực ra thì ngày trước mình đọc một cái bài báo á của một cái quỹ ngoại nào đó người ta dự người ta nói là dự phóng là thị trường nó sẽ về là 1450 đến 1500 thật ra khi mà mình ngồi lại mình làm việc và mình vạch hoạch định ra cái này thì mình thấy nó khả khả quan và hiện tại bản chất là thị trường đang trong cơn sóng một của sóng 3 tăng giá các bạn nha hoặc là các bạn nhìn nhận đơn giản thôi là có năm cái cơn sóng thì hiện tại là sóng này là sóng sóng 5 tăng giá rất là mạnh ai sóng 3 tăng giá rất là mạnh nha ok và nó lại dài nữa <laughs> rồi Ok thì rất là nhiều mẫu hình và mình đã chia sẻ với mọi người Còn về câu chuyện thị trường của ngày hôm nay á Khoan nói về câu chuyện của thị trường nha Mình sẽ đi điểm Đây các bạn ạ Thị trường gì đâu nó liên tục nó tăng như thế này thì ai mà chịu nổi Đó đúng không không nên tập trung vào chỉ số chung Mình nói hoài rồi Nếu ai mà thật sự coi trên video uh, youtube của Thái á, Thì các bạn thấy nè Ok rồi Xin chào tất cả mọi người đang đến với lại kênh youtube chứng khoán của Thái Ngô Capital nha Xin chào các anh chị bên Nhật Bản ở Hàn Quốc ở Đài Loan tất cả cô chú bên Mỹ cùng toàn thể mọi người khắp cả ba Việt Nam à, xin chào Huế thân thương con chào mẹ và chào dì Ri chào Mimi nha mọi người đừng quên là bấm nút đăng ký nha mọi người ơi bật quả chuông bên cạnh chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người bấm nút like ha vì đây chính là những nỗ lực tâm huyết của mình đã làm rất là rõ trong giai đoạn vừa qua và các bạn thấy nè mình liên tục nói là những cổ phiếu có điểm mua vùng mua rồi tốt cổ phiếu mọi người nên còn quan tâm để mua mới á rồi đó lọc ra những cổ phiếu để mọi người tham gia này nha chia sẻ cho mọi người và hiện tại nè các bạn thấy không ạ à? đây thì trường chung nó không quan trọng quan trọng là nếu mình cứ ngồi có riết thì trường chung mất nghe người ta là đây nè các bạn đây là một cái điểm mua cực kỳ đẹp của ông này ha và mình sẽ phân tích mình ví dụ ông này các bạn sẽ mua ở đâu nó sẽ hợp lý trong giai đoạn vừa qua có một cái lối đánh rất là đẹp đó là giờ à? đánh ngay đường ema hai chục hoặc là đánh ngay cái đường là khi nó vượt qua cái mẫu hình chỗ này nè à, đối với lại phiên nến à, bbb á, thì các bạn biết là cái điểm mua đẹp là điểm mua vào ngày à, ngày mấy các bạn mới à vào ngày hôm nay vào ngày hôm đầu tiên là vào ngày 8 tháng 5 đúng rồi đây được gọi là đi mua bốc kết bay vọt sau đó tiếp tục nó nâng nền đi lên và sau đó nó giữ được trên đường EMA ma năm chục và nó đã vượt đường EMA ma trăm và từ đó bắt đầu nó tăng một mạch luôn các bạn thấy không ạ à? thì nó có những trạng thái nó sẽ tăng một mạch như vậy và có những lúc là giờ nó sẽ bị retest ngược trở lại đó cho nên suy cho cùng đó là một cái lá gan một cái sự logic và có kiến thức thực chiến đó. thì các bạn sẽ biết các bạn mua ở những vùng giá nào ok không rồi <laughs> À, tiếp theo ví dụ như cổ phiếu của VC2 nè, đó. ok không ạ, ngày hôm nay là cũng là một trạng thái tăng giá 9,36% gần 10% các bạn, rồi BXL nè, đó, cổ phiếu ông này là dầu khí, nông sơn như vậy là dòng dầu khí, ha, rồi AAV nè, rồi, à, à, đó, đó là những cổ phiếu mà nó bật cái mẫu hình này và rất là nhiều cổ phiếu ngày hôm nay đã đánh vượt qua đường trên line này ha đối với những dạng mà đầu cơ á, dòng tiền á, thì đối với những ai mà đánh những dạng này thì chỉ có một cái điểm mua duy nhất là ví dụ như trong à, đối với những ai mà thật sự có khẩu vị á, thì mua quanh vùng giá 5 ok là nó vượt qua vùng giá này 4.7 4.8 các bạn nha rồi trong ngày hôm nay thì có cổ phiếu của Hưng Thịnh à, nữa nè đóng trần đúng không ạ như vậy là rất nhiều cổ phiếu tiếp tục là hành động là giờ nó vượt đỉnh lại vùng giá này ha và cũng có khả năng đây là một cái trạng thái của mẫu hình cốc tay cầm nhỏ đó, rồi sen đó rồi skg các bạn nè nó liên tục là tạo thành những trạng thái vượt đỉnh ha thật sự à, cho nên á trong những có những trạng thái nó sẽ phù hợp đối với lại phải cầm và đối với những người mà đã mua được những vùng giá dưới này thì làm ơn là cố gắng nỗ lực đúng không phải có sự kiên nhẫn chứ không nó đánh cài sập cài xình cài sập cài nó rồi bắt đầu là đến lúc mà chịu đựng không nổi ói mặt ra đó là lúc đó là chúng ta lại dân hàng hay không mọi người chúng ta đã từng gặp những trạng thái này chưa ạ à? thật sự luôn á cứ cà sập cà sinh cà sập cà sinh rồi bắt đầu là chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái ấy quan trọng nó không vi phạm tiếp tục cầm nắm và đến đó nó cho một đoạn tăng giá rất là ngọt như thế này thì đa phần là nhà đầu tư sẽ bị rớt xuống đó ok và tiếp theo các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký nha đó bật quả chuông bên cạnh chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người À, và thật sự là hàng ngày thấy nhận được rất là nhiều tin nhắn trên Zalo của mọi người ở những người lạ những anh chị ở khắp mọi nơi nha nhưng mà mọi người thương và thông cảm cho thái là thật sự á, là thái chỉ đồng hành với được anh chị trong group vip và mình dành cái chất xám của mình trong cái phiên giao dịch mình ngồi mình coi rất là rõ ha sáng bốn năm giờ mình đã thức làm việc rồi thì à, à, các bạn mà thật sự muốn vào trong group vip và coi thái từ xưa tới giờ một một năm vừa qua nha nếu các bạn thấy mình phù hợp với mọi người ha rồi tính cách con người gì vân vân thật sự á, À, và các bạn nhắn tin thì à, à, vui lòng là cho thấy biết được cái nhu cầu thật sự của bạn ha chứ vì mình không thể nào trả lời được cái tư vấn cho các bạn được đâu thật sự luôn các bạn thương mà thông cảm còn ai thật sự muốn hỏi gì thì à, nhắn tin trên hỏi trên youtube mọi người ạ à, thì thấy sẽ cố gắng là à, có thời gian rảnh thì sẽ trả lời cho mọi người nha rồi còn trong group VIP thì thật sự mình sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức thực chiến và những cái điểm mua rất là gần để mọi người là đầu tư và à, thật sự trong thị trường này nó phải rất là gì ạ à, có kiến thức thực chiến và nó phải tính chất quyết định các bạn ạ à chứ không phải là chúng ta cần có sự do dự có những lúc chúng ta sợ hãi có những lúc chúng ta cần phải biết cách là gì dạ, mua bán nha ok và thật sự trong giai đoạn vừa qua chúng ta rất là thành công ha rất là hay <laughs> tiếp tục mọi người ạ à, sau đó là các bạn nhìn nhận tiếp tục ví dụ như những cổ phiếu ngày hôm nay là ông smc là ông vgs là nhóm cổ phiếu giờ à, ông này là nhóm cổ phiếu thép đúng không À, dạng như thép nhỏ nè đó nó tiếp tục tăng giá còn à, ông VGS cũng tương tự như vậy nè thép ống ống thép Việt Đức nữa ha rồi ông ghét ngày hôm nay cũng tăng điểm các bạn thấy ạ đó là một cái giai đoạn mà mình đã cho mọi người là mua gom những vùng giá dưới này rồi 13 nè thậm chí là vượt vùng giá 13.8 này chỗ này nữa các bạn nào nó phải có lý do, à, rồi sau đó nó bật tăng lên và sau đó nó retest ngược trở lại đó là điểm mua bách ngược kéo lại đúng không? thì thật sự đó là những cái trạng thái giao dịch trong suốt giai đoạn vừa qua và sau đó nó bắt đầu nó bật tăng bật tăng lên các bạn thấy không ạ à? như vậy là chứng tỏ là dòng tiền nó đang có mặt hiện hữu và nó đang giờ à? nó đang sẵn sàng đánh lên bất cứ lúc nào cả <laughs> mọi người có thấy điều này không à, mọi người đó à, rất là hay ha à. và ngày hôm nay lại là một cái phiên gì ạ à? vượt qua cái vùng giá khoảng 14.7 đó à. và cổ phiếu này nó sẽ tìm về đâu thì thật sự mà nói á, thì cổ phiếu này nó sẽ tìm lại những vùng giá như là à, về trading thì mình nghĩ là quanh vùng giá khoảng 16 mười 16 và à, sau đó là vùng giá khoảng 10 à, 16.5 nó sẽ là cái cái mức à, gì à, target trong cái nhịp ngắn hạn lúc này. Còn về cái câu chuyện về trung hạn ấy, thì mình nghĩ nó sẽ về lại vùng giá khoảng 19 trong thời gian sau, sắp tới ha. Ok, đó là góc nhìn của Gate. Rồi, hoặc là cổ phiếu của NAG các bạn thấy mà, ông này thì thật sự mình không nói là mình chỉ đang nhìn còn về phân tích thì mình sẽ đánh những cổ phiếu nào nó thuộc về nhóm ngành đó. Và trong giai đoạn hiện tại các bạn biết những nhóm ngành nào mạnh nhất thị trường không ạ? Chứng khoán À, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp mới vào tiền gần đây à, có sống bất động sản công nghiệp, rồi sau đó là đầu tư công và dầu khí. Đó. Và đánh này đánh theo nhóm ngành như vậy, Long Hậu gấp nè. Ok. Rồi tiến lên nè ha, đây là câu chuyện của thép, thép nhỏ các bạn ạ. À. À, liên tục những ông này BSR là một cổ phiếu giống dầu khí các bạn thấy không ạ? À? Làm sao mà thoát qua khỏi được cái tầm nhìn của chúng ta được? Đó. Ông này ngày hôm nay là một cái phiên à. red cái mẫu hình này và rất nhiều cổ phiếu nó đang đánh trong trạng thái này à, ví dụ như BSR nó sẽ rất giống đối với trường hợp của cổ phiếu nào các bạn nhìn nè C2 đúng không hả? chạm ngay cái đường màu tím rồi nè ông BSR là ngày hôm nay là chuẩn bị chạm ha như vậy là tuần sau á ông này mà khả quan là sẽ kéo lên và ông này sẽ có một cái nhịp đánh tết trở lại kéo trở lại những vùng giá như là 19 thậm chí là vùng giá khoảng 20.5 đến 21 các bạn nha vì nó sẽ tạo thành một cái kênh giá song song như thế này nè mình nghĩ là vậy À, mình nghĩ là nó sẽ tạo thành một kênh giá song song như thế này quá chuẩn à sẽ kéo lại những vùng trên này và khi bởi vì đây là cái trạng thái nó đã vượt được cái đường trên line chỗ này vượt qua vùng giá khoảng 17 các bạn ạ à. ok thì đó là trạng thái của BSR Vol ngày hôm nay cũng rất là mạnh và trạng thái này nó cũng giống như một cổ phiếu mà mình đã cho mọi người mua rồi ADC này các bạn à. đó vượt đúng đường trên line này sau đó là gì à? retest ngược trở lại đường MA 200 đường màu tím nữa nè y chang như C22 nữa đó vượt qua bắt đầu retest lại chỉ có hai cây duy nhất và bật tăng lên tiếp tục đó đó là cái, cái, lối đánh hiện tại và mình sẽ cập nhật kiến thức thực chiến cho mọi người trong group và những cái điểm mua ha hợp lý mbg c hai các bạn nè đó c hai tiếp tục hành động tăng giá vgi ok cũng tiếp tục một cái trạng thái đúng không ạ à? liên tục là vượt đỉnh chứ nó không còn cái trạng thái là cấm cái đầu xuống nữa hay không nó không còn giống như ngày xưa là bị thủng đấy các bạn cho nên là chúng ta đừng nhìn vào chỉ số thật sự hình như là trong thị trường này là mình khác biệt cái sao là cho nên là mình không nhìn vào chỉ số chung đâu thật sự mình chỉ nhìn vào những cổ phiếu nào nó có điểm mua vùng mua múc chứ không là chúng ta cứ lý thuyết suông hoặc là này nọ các kiểu tại vì chỉ số chung hiện tại nó đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi câu chuyện của giờ blue chip nè vn 30 nè rồi tay xúc tay bắn rồng liên tục mọi người ạ à. tay bắn rồng là, là cái câu chuyện của trần nợ công nước mỹ á còn hiện tại trên trong lòng của thị trường là các bạn thấy là câu chuyện của lãi suất ngày hôm nay là tiếp tục những ông lớn đó giờ giảm lãi suất vân vân đó cho nên là góc nhìn của mình là mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn nha nhận nhẫn nhất có thể đó đầu tư nó phải có một sự nhẫn nại và làm những việc người ta không làm được các bạn gvr đây đúng không ạ hôm qua nói rồi bật tăng lên chạm ngay đường ema 200 bắt đầu là retest ngược trở lại đúng vùng mua sau đó là gì ạ? múc múc xong rồi bắt đầu là hiện tại ngày hôm nay đang cố gắng vượt đỉnh và nó đã vượt đỉnh rồi đó chính thức vượt đỉnh rồi nè các bạn ạ và ông này sẽ về lại những mục tiêu giá cao hơn nữa mình ví dụ như là ở đâu ạ ông này thì có thể là khả năng sẽ tìm lại những mục giá những mục tiêu giá như trên này nè các bạn ạ nó đang vượt lại cái vùng giá này thì rõ ràng nó sẽ kéo lại những vùng giá ở đâu đó là quanh vùng giá khoảng 19.7 đến 20 ha nó sẽ về là những vùng giá như vậy rồi g 36 rồi ông giờ ông va đó đó là những cái cổ phiếu nó liên tục mỗi ngày nó đều xuất hiện những cái trạng thái tăng giá mới thì làm sao mà chúng ta đang nhìn nhận thị trường nó đang có một cái trạng thái xấu được đúng không hả? Đó. Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện của thị trường chung nhanh một tí ha thì hiện tại trong góc nhìn của mình, hiện tại VNX nó đang yeah, chỉ là test trở lại đường MA20 là quanh vùng giá khoảng 1.157.7 và sau đó bật tăng lên Và hiện tại đó, <laughs> VNX hiện tại nó đang chần chờ một cái điều gì đó đối với chỉ số chung đó, Còn về những cái cổ phiếu riêng lẻ thì nó đã vượt qua đường màu tím mới rồi Và trên bản chất hiện tại thì kỳ vọng một nhịp là nó sẽ đánh về lại những vùng giá như 1.120, 1.140 Sau đó là nó kéo thêm về 1.160 các bạn nha đó, đó là trên góc nhìn của mình. Còn uh, trên góc nhìn về trung hạn một tí xíu thật sự chúng ta chỉ còn cách đâu đó là một khoảng 140 điểm thì nó sẽ kéo lại vùng giá khoảng 1200 đó là trên góc nhìn của đồ thị kỹ thuật Ichimoku nữa các bạn ạ. Đó là một đường giao gâm hợp lưu. Đó thì góc nhìn của mình là như vậy. Ok. Với một góc nhìn như vậy nha. Còn về trong giờ dạ, trong mục tiêu về uh, uh, trung hạn thì thật sự ông này ông sẽ đi về 1350 Đấy 1 là 500 Đó là chuyện mình nghĩ là nó sẽ có trong tương lai Thật sự à, Còn quan trọng mọi người đừng có cà khịa mà hỏi câu hỏi là là Khi nào ông nội mình cũng không trả lời được Và không ai trả lời được Và đừng có quan trọng chúng ta bây giờ Từ đây tới đó là các bạn có chịu đựng làm được hay không á Nhiều khi nó cài sập cài sinh hoặc là nó tạo thành Nó có những cái trạng thái thiên nga đen nó xuất hiện đúng không ạ rồi cái chuyện mà nó sẽ bị đảo chiều sau đó nó bật tăng lên trở lại là hết sức bình thường Vì rất là nhiều cổ phiếu các bạn, nếu mà các bạn không làm được điều đó Thì không có những cổ phiếu như nãy mình vừa nói nè SKG nè, làm sao có được tại vì cái chỗ này là lo là chạy trốn hết trơn rồi đúng không ạ tê người hết trơn rồi đó bỏ chạy hết trơn rồi và trong lúc sập sạch sinh sập sạch sinh như thế này nè đến lúc mà nó tạo thành quả ngọt á nó, nó, tăng từ đây lên đây là bao nhiêu phần trăm các bạn ạ à? đây nội nó tăng chỗ này là nó tăng khoảng là hai mươi mấy phần trăm đúng không ạ rất là nhiều cổ phiếu nó tăng như vậy nha chứ không phải là một hay cổ thì VNX góc nhìn của mình là như thế đó trên cái góc nhìn về sống và hiện tại ông này còn và thường á là nó đang tiệm cận lại cái đường MA200 và rất lâu rồi nó chưa vượt qua thì mình đang kỳ vọng đây giống như một cái quán tính nó hút về ok thì đó là góc nhìn của mình còn hiện tại hỗ trợ gần nhất vẫn là 1055 mà nó đang đánh trong một cái biên giờ 1030 đến một, gần gần nhất là 1080 tức là 50 điểm ha rồi đó là chỉ số chung thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái cổ phiếu mà thật sự rất là ổn trong giai đoạn vừa qua và ngày hôm nay mình tiếp tục là cho mọi người nè Mình nói buổi sáng này ha Cái bài học đầu tư chứng khoán thô và rất là thực tế như thế này mọi người ạ Là không bao giờ những cái trader chuyên nghiệp á, họ đi dự đoán, dự báo hoặc là bối toán đâu Nghĩa là hôm nay ngồi ở đây mà lo suy nghĩ tới ngày mai nữa các bạn là Ngày mai là thị trường tăng hay giảm, tăng hay giảm nó đâu quyết định gì được gì đâu và có nhiều khi là có những lúc mà thị trường bên Mỹ nó xanh nó đỏ thì lúc này là chúng ta là cố gắng mình hợp thức hóa cái đó là khổ lắm nhưng mà y như rằng là ngày hôm sau bắt đầu nó phân hóa và có những cổ phiếu nó tăng và có những cổ phiếu nó là đi ngang hoặc là nó giảm mà. Ok. Và thật sự chúng ta nên tôn trọng cái nguyên tắc ngày thị trường rất là logic. Thứ hai, chỉ tin vào câu chuyện của cung cầu giá cả còn không tin bất kỳ ai, chủ tịch tổng giám đốc cũng chả tin luôn. Thật sự, ngay cả như Thái Ngô nói ra thì các bạn chỉ là tham khảo thôi Và có những logic nào các bạn cảm thấy nó khoa học đúng thì các bạn enter Còn sai thì các bạn đừng, hoặc là à, không đúng thì các bạn, không đúng theo ý các bạn nha Thì các bạn đừng có enter gì cả Rồi, hợp lý đúng không ạ trong tại vì trong thị trường này mình biết á mình là người thật sự mình nói rất là logic và mình cũng chỉ tin vào cái câu chuyện của thị trường nó diễn ra thôi còn cho dù ha, chủ tịch nói mình cũng không tin thật sự luôn nó đâu có liên quan đến đến cuộc đời của họ đâu họ nói thì một chuyện của họ thôi còn quan trọng là hành động giá của hàng triệu triệu con người trên thị trường á đó, đó, là một quyết định ha còn đối với những cổ phiếu nào mà nó mafia mà nó ảo tung cả chảo đó, thì thật sự mình cũng không có rúng nhúng tay vào mình cũng không dám các bạn đâu dám nhúng tiền của mình vào những cái cổ phiếu mà tào lao xí đế như vậy đúng không ạ một ăn thì ăn rất là mạnh hai thì toan luôn thì mình không chơi trò chơi đen đen đỏ như vậy đúng không ạ tại vì trên thị trường này rất là nhiều cơ hội rất là nhiều cổ phiếu nó có cái nền tảng được nè có câu chuyện nè có cơ bản nè quan trọng là cái sự chịu đựng và nhẫn nhịn của mọi người nó có ổn hay không thôi còn cái kiểu vô mà chúng ta hút xúc để chúng ta ăn lời nhanh thì thật sự khó không dám rồi thì ngày hôm nay thì câu chuyện của BVT và BSR là sáng sớm là mình đã nói rồi nè Đây là một cái giai đoạn mà nó đã giờ à? tích lũy khá là thành công Kiến thức thực chiến nè Với style lối đánh là đi quanh đường EMA 20 Như vậy là mình cập nhật cho mọi người rất là kỹ nữa ha Hàng trăm, hàng trăm cái nút tim của mọi người rất là thành công Đúng không ạ? Rồi cập nhật cho mọi người cái target của những nhóm chứng khoán là Những cái nhóm cổ phiếu bất động sản cổ phiếu bất động sản của công nghiệp nè ha Rồi À, cổ phiếu một cái cổ phiếu ví dụ như ngày hôm nay là mình à, À, mình sẽ đi từng nhóm ngành đi mình ví dụ đây là những cổ phiếu tiềm năng nhất có thể nha đầu tiên là nhóm chứng khoán thì các bạn theo dõi là VCI VCI ngày hôm nay vẫn tiếp tục là neo đậu quanh vùng giá khoảng 34 à, ngày hôm qua là test lại vùng giá khoảng 33.5 à, với một cái mục tiêu kỳ vọng nó sẽ test lại vùng đỉnh nhưng mà ông này đang nỗ lực như vậy và đã rất là nhiều phiên rồi chỉ cần một cái động thái mà bên trần nợ công Mỹ mà được nới ra hoặc là nó xét kèo ok là bảo đảm là những ông này sẽ bay nữa bởi vì sao hiện tại lãi suất điều hành của Việt Nam đang giảm rồi đã và đang giảm đã và đang giảm chứ không phải là đang giảm các bạn nha đã và đang giảm rồi hiện tại là trong những cái lãi suất mà người ta huy động vốn là rồi ok các kiểu á thì hiện tại là cái bài toán nó nó đang sáng dần sáng dần ra rất là nhiều rồi mà để mà sau này nó trở thành một cái bức tranh sáng trưng á thì thật sự lúc đó là không còn gì để ăn đâu các bạn thật sự luôn chứng khoán mà chúng ta chỉ chờ cho nó sáng trưng lên là rồi là tối thui là tối mặt mày <laughs> đúng không ạ à, thì bây giờ thật sự ông này sẽ target sẽ về lại những vùng giá mình sẽ định vị ông này đường đi của ông nha OK à, đầu tiên là ông này sẽ về lại những vùng giá đâu đó là mình nghĩ là vùng giá khoảng 37 vùng đỉnh cũ ha. OK à, trên đường đi về vùng đỉnh đó, sau đó là về lại vùng giá khoảng là 44. Đó là góc nhìn của mình về cổ phiếu của à, VCA, rồi SSA SSA các bạn cũng tương tự câu chuyện như vậy ha. thì hiện tại là OK ông này là À, khả năng rất là cao là ông này sẽ từ từ sẽ tìm lại vùng giá khoảng 24 trước mắt ha à, thật sự 24 rồi 26 26 và cuối cùng là 20 28 đó là ba cái liên tục là những cái trạng thái này nó sẽ cố gắng tìm về ha và cái trạng thái giá 26 thì cũng rất là dễ tìm về bởi vì đây là cái vùng đỉnh trước đó của nó rồi ok thì các bạn có vùng mua thì các bạn nên rải ra gom nhằng những vị thế quanh quanh những vùng này và đặt cược bởi vì hiện tại đang trong một cái đường trên line đi lên vẫn giữ được ha và chỉ cần mà Tí giờ mà tay nó ngưng bán cái là bắt đầu ông này ông chạy như điện luôn các bạn ạ Và hiện tại hỗ trợ gần nhất là vùng giá khoảng 22 Rồi SHS này cũng liên tục cho mọi người là ok Quanh những vùng giá như 11 là múc Và chỉ cần là có tin tức mà nó tích cực một cái nó chạy như ngựa luôn á SHS rồi Tiếp theo và nên chia ra vị thế Ví dụ như là ông này bụp xong mà lỡ trường hợp nó quay trở lại Test lại vùng giá 10.6 hoặc là vùng đỉnh trước đó nè Thì vẫn còn vẫn còn cái gì ạ à? để múc ha chia ra và khi nào trường hợp nó vượt đỉnh là chúng ta múc thêm múc thêm múc thêm dần gì đó và hoặc là múc ở đây một phần dưới đây thì các bạn là đặt cược thêm là múc thêm một phần và sau đó là à, trường hợp mà nó bật tăng trở lại thì nó vượt đỉnh nó múc thêm một phần nữa là đủ đô ha chia ra nhiều khi là múc đây on in cái lợi như nó xuống đây các bạn nào là quéo cò luôn các bạn là chúng ta bắt đầu là bán ra mà khi mà bán ra thì vô tình nó lại tạo thành điểm mua mới cho người khác thì lại không đúng đúng không ạ và trong giai đoạn hiện tại nó đang giao dịch như vậy thì chúng ta sẽ đặt cược xác suất như vậy nha rồi, đó là câu chuyện của chứng khoán. À, chứng khoán thì có nhiều cổ đó còn là HCM nữa. HCM thì à, à, quanh vùng giá 26, 25.9 thì ngày hôm qua nó là đạt một cái trạng thái là giờ test trở lại đường MA10 ha. Và trong quá trình test này thì hiện tại chúng ta cũng đang thấy là cái vô nó đang mỏng dần ha. Thì chắc có lẽ nó sẽ cố gắng nó tìm nó kiểm định vùng đỉnh 27 một lần nữa. À, ok. À, rồi VND VND thật sự thì nó lại là một cái cổ phiếu tăng tăng xong giờ đây là một cái điểm điểm mua nè và sau đó là giờ cái điểm mua ngày hôm sau bắt đầu nó lại xấu dần và tuy nhiên hiện tại nó đang test và giữ giá được trên vùng giá khoảng 15.85 15.9 thì mình nghĩ đối với những ai mà đầu tư cổ phiếu này thì nó lại chậm mà chắc các bạn nha chậm mà chắc và trong một cái xu hướng mà khi mà thị trường tăng giá thì những ông này ông cũng sẽ tăng trở lại thôi là về lại vùng giá khoảng trăm. Ai à, xin lỗi mọi người, vùng giá khoảng 10, 18 đến 19 ha trong ngắn hạn còn về trong trung và dài hạn thì là khoảng 20 và 23 đó là mục tiêu của VND rồi nhóm chứng khoán rồi nhóm bất động sản tiếp tục là bất động sản thì các bạn thấy không ạ à? ngày hôm nay thì rất là thành công là mình có cập nhật với mọi người rồi ở đây một cái cổ phiếu là cổ phiếu nhỏ như là TCH này ha như vậy là trong trước tiếp thì mình sẽ cập nhật cho mọi người rất là sớm vì vậy là mua quanh vùng giá khoảng 8.4 8.7 đổ lại thôi thì nói xong là ngày hôm nay và sau đó nó thêm một cái khi nào vượt đỉnh 8.8 tiền lớn vào với 8 triệu cổ phiếu trở lên á thì đẩy mạnh gom thêm nè ha. Và chúng ta sẽ đặt chặn lỗ dưới vùng giá 8.4 và sau đó là cái kỳ vọng chúng ta là về lại 9.5 rồi về lại vùng giá khoảng 11 ha. Đó là cổ phiếu của TCH. Nó đi lên khoảng là 22 30% nữa. Rồi ok, cổ phiếu Hà Đô gấp nữa các bạn nè, đó cũng bình thường thôi cho các bạn là gom quanh những vùng giá như 34 đúng không ạ? 34 đến 34.5. Rồi. Thật sự luôn và mục tiêu trading đó là về lại vùng giá khoảng 35, 36, 38 và 41 ha. Cổ phiếu C2 là một cổ phiếu chúng ta rất là thành công trong nhịp vừa qua và mình đã cho mọi người ở đây thuộc dạng nhóm cổ phiếu là gì à? cũng là bất động sản đúng không ạ? À? Và ông này vừa bất động sản vừa đầu tư công, ông này vượt qua cái vùng giá đường trendline chỗ này nè và nó tạo thành một cái nút thắt điểm mua và sau đó là cho mọi người mua và nhắc mọi người rồi. C2 thì nó có hai cách chốt lãi và mình đã chia sẻ hàng ngày rất là rõ ràng vùng giá khoảng 17.5 đến 18 đó là cái trạng thái chốt lãi của ông này ha quanh vùng giá này nó sẽ sắp tới rồi thứ hai nữa là mục tiêu mà trung hạn nữa là nó sẽ quay trở lại vùng giá khoảng 19.5 và 21.5 các bạn nha 21.5 rồi ok rồi BVT cũng là một cái cổ phiếu mà tiềm năng các bạn lưu ý nha bởi vì đây là một cái mẫu hình cốc tay cầm và ông này ngày hôm nay ông tăng tạo gáp và sau đó ông lắp lại gáp này đúng không ạ và hiện tại nó đang tạo thành cái phần à, phần tay cầm bên đây thì mình nghĩ và nó đã vượt qua đường trên đây rồi như vậy á cổ phiếu này hiện tại có hỗ trợ rất là mạnh quanh vùng giá đường EMA 2 đường đường EMA 50 là quanh vùng giá khoảng 20.7 ha và ông này đang tạo những cái mức đấy nó nâng từ 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 đi lên và đường EMA đang cuốn lên dần thì mình nghĩ đây sẽ là một cái vùng mua các bạn có thể mua được ha và trời trạng thái nó sẽ vượt qua cái vùng giá khoảng 22 đến 22.3 trước khi nó sẽ tạo thành những cái vùng giá nó sẽ kéo về lại rất là mục tiêu như là 24.5 nè đúng không ạ à? đến 26 đó là ngắn hạn còn về à, mục tiêu mà hoàn thành của nó là có thể về là vùng giá khoảng 28 ok ha rồi rất là nhiều cổ phiếu à và đây chính là một cái cổ phiếu mà mình đã phân tích với mọi người để mọi người có được góc nhìn là gì à? à mẫu hình cốc tay cầm là gì đó là các bạn thấy nè trong một cái cổ phiếu đó, các bạn cần phải có rất là nhiều cái điểm mua để chi à? để cho các bạn không bị đau đầu nhức ốc vì các bạn dám onin ở đây một phần không không các bạn onin xong đó như nó sụp nữa thì sao ạ à? nhưng mà đây sẽ là những cái điểm mua mà theo như kiến thức thực chiến là mình chia sẻ đây là điểm mua một nè rồi sau đó là về đây nó test trở lại và nó bung mấy người trở lại là điểm mua 2 nè và cuối cùng là điểm mua số 3 là vượt vùng giá khoảng 25.7 và ngày hôm nay các bạn nhìn long hậu gốc nó tới đâu à tới nước mỹ rồi tới nước mỹ rồi rõ ràng đúng rồi không ạ à? đó nó phải có kiến thức thực chiến Mua ở đây nè là một nháy nè, sau đó là từ từ kéo ngược trở lại cũng là một điểm mua hoặc là ai mua mới cũng được nè và ngày cuối cùng là điểm mua ở đây nè. Còn bây giờ hiện tại nó tới nước Mỹ rồi là không còn điểm mua nữa và đang chờ vào tư thế chốt lãi ha. Ông này sẽ kéo dần dần về lại những vùng giá như là 29, 30 và gần à, trung hạn là 31.8 tức là 32 đó các bạn. Rồi đất xanh cũng liên tục là cho mọi người là mua quanh vùng giá khoảng 13 đến 13.2 này ha. Vượt 13.8 mua thêm đúng bài không ạ à? quá chuẩn đúng không ạ đây nó phải có lộ trình mua đó, mua rải rỉ ra rỉ rải dưới này nè ha rồi có những thời điểm nó về lại vùng giá 12 chấm mấy dưới này và bắt đầu nó lại vượt lên vùng giá 14 luôn bạn ạ ba giá rồi ha đó và vượt 13.8 mua thêm đó quá rõ ràng thật sự luôn rất là thành công đối với những cổ phiếu như thế này ha rồi SCC cũng là một cái mẫu hình nữa ha vùng giá 1 đó là mua quanh vùng giá khoảng 30.9 đến 31.3 đó rất là cụ thể luôn chứ không phải nói chung chung Đúng không ạ? 1 3 này ha Múc Rồi Sau đó từ từ bắt đầu tiếp tục là múc quanh vùng giá Khi mà nó vượt qua giờ 32.25 Múc thêm Và rõ ràng nó đã vượt qua rồi Và như vậy là Cuối cùng mẫu hình thành công này nó vượt qua vùng giá khoảng 33.95 Tức là 34 đó. Hiện tại đang ở vùng giá 34 Và trong lúc này sóng đầu tư công nó đang hiện hữu Thì mình vẫn kỳ vọng ông này các bạn còn vùng mua hợp lý nha Quanh vùng giá 34 này Đó các bạn mua ba bốn ba bốn mấy nữa quanh quanh hoặc là các bạn chờ uh, rải là chủ động thôi thật sự rồi bây giờ là cái sự kỳ vọng của nó sẽ về lại vùng giá khoảng 38 41.5 tám bốn đó ok còn lại tiếp theo là mình đang nói đến nhóm bất động sản nè rồi uh, sale ngày hôm nay cũng cực kỳ đẹp đúng không đó tết trở lại vùng giá này như vậy nó giữ vững vùng giá khoảng 25.5 đường em a hai chục và rõ ràng hy vọng là tuần sau khi cái vụ này nó 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 ổn á thì đây sẽ là một cái trạng thái nó vượt luôn cái vùng chỗ này thì nó sẽ về là những vùng giá khá là ổn định Ví dụ như gần nhất là khoảng 30 à, 30.5 đúng không ạ? 30.5 rồi 34 các bạn nha. Sale đất xanh đích cũng tương tự như vậy cũng đã cho mọi người enter rồi bây giờ á thì có anh chị hỏi trong ngày hôm nay thì mình nói á đích là những vùng mua dưới này nè nó đã đi ok rồi còn hiện tại nó đã cũng tăng cũng mấy rồi thì bây giờ chỉ còn cái trạng thái mình đánh cược với thị trường thôi và đánh cược như vậy thì nó sẽ tìm về lại những vùng giá là 24 25 mấy các bạn 24 mươi rồi sau đó là vùng giá 28 đó là cái trạng thái đường đi của đích các bạn lưu ý ha thì 20 đến 28 mà nếu mà trường hợp ấy thì còn được ba mấy 40 phần trăm nữa trong môi trường như vậy và khi mà càng xa chỗ điểm mua này thì sợ các bạn nha nó chỉ phù hợp cho người cầm nắm và từ từ nó sẽ kéo lên kéo lên dần ok còn về cái tọa độ đường đi thì mình sẽ có hai cái mốc lớn như vậy còn về trong ngắn hạn thì chắc có lẽ là vùng giá khoảng 22 đến 23 các bạn nha vùng đỉnh cũ và trên đó một phần rồi Dick à, đất xanh, rồi ghét cũng có trao đổi rồi đúng không ạ cổ phiếu ghét ngày hôm nay này các bạn à, có chia sẻ đầu video rồi ha rồi ADC các bạn nè ADC cũng là một trạng thái các bạn có thể mua và nhắc như mọi người mua hoài rồi đây nè các bạn ADC nè BVS là dầu khí đúng không ạ đã nhắc rồi ADC cũng nhắc với mọi người rồi là quanh vùng giá khoảng 3, 38 39 là múc sau đó vượt 40.5 là múc ha Còn bây giờ đối với những ai mà chưa múc thì các bạn lưu ý á, là phải quanh vùng giá từ 40.5 này trở lên trong phạm vi khoảng 5 phần trăm thì còn múc cuối cùng vượt qua vùng đó là bỏ của chạy lấy người nha chứ không phải là vượt qua đó bắt đầu là phô mô sau này chạy lên chạy lên cái bắt đầu là bay vào đu càng là sai còn bây giờ hiện tại nó vẫn đang trong vùng mua thích hợp ok à. rồi và điểm mua của cổ phiếu đầu tư công như vậy là chứng khoán bất động sản bất động sản khu công nghiệp KBC các bạn cũng có thể là chờ mua được ông này quanh vùng giá bây giờ nó đang à, có một cái hỗ trợ rất là vững quanh vùng giá khoảng 26.2 và thị trường mà tích cực cái là ông này sẽ tiếp tục là bay ha các bạn nha và như vậy là à, rõ ràng Bây giờ thật sự đó là một cái đoạn là các bạn rải ra thăm dò trước khi nào vượt vùng giá khoảng 20 uh, 27.45 và hiện tại ngày hôm nay đang cố gắng vượt một cái đường trên chỗ này nè và đang thật sự đang đánh theo cái lối đánh này rất là nhiều nữa các bạn rồi và để mà đẹp hơn nữa là vượt vùng giá khoảng 27.45 cực kỳ thuyết phục đó, thì nó sẽ rất là dễ là vượt đỉnh ha ok thì các bạn sẽ rải ra gom dần còn uh, uh, long hậu gấp rồi uh, gvr rồi bhr đúng không hả? bất động sản khu công nghiệp nó hiện tại ông này đang chạm lại vùng giá chốt lãi rồi thôi ha rồi đầu tư công VCG các bạn còn mua được hay không thì mình nghĩ vẫn còn mua được bởi vì hiện tại nó đã tạo những cái điểm mua và có dòng tiền vào à, chẳng qua nó sẽ chậm hơn thôi và đang ngày hôm nay nó vượt qua dãy bullish thì bắt đầu nó sẽ kéo lại thì quanh vùng giá nào các bạn à? từ 20.2 trở lên thật ra mình đã cho mọi người mua vùng giá khoảng 20 đây là VCG 20.2 nè và trước đó đã cho mọi người gom vùng giá khoảng 19.1 rồi đó, thì bây giờ các bạn có muốn mua thì trong phạm vi từ đây lên thì vẫn còn Thì mình sẽ cập nhật cho mọi người trong lúc VIP nha HHV thì hiện tại đang vượt đỉnh trạng thái tích cực ha, tiếp tục cầm nắm Và mục tiêu của ông này thì về lại những vùng giá như là đâu đó là 15.5 đến 16.5 ha HHV Rồi LCG LCG cũng ổn nè, vượt đỉnh nè các bạn Và nhóm này hiện tại đang có dòng tiền vào ha, đang duy trì tích cực, ok ổn Rồi PLC cũng ok nè Đi ngang cái KSB này các bạn nè KSB này ha, cũng ok luôn và hiện tại ông này quanh vùng giá 26 nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ của nó tiếp tục là à, có khẩu vị gom mua được ok rồi hút này các bạn nè à, hút hiện tại các bạn lưu ý nha ông này thật sự rất là mạnh và mình đang kỳ vọng ông này sẽ về lại vùng giá khoảng 19.5 đến 21 còn về mục tiêu à, mục tiêu gần thật sự nó sẽ là quanh quanh 19.5 20 đó là vùng thứ nhất vùng thứ hai thì có thể là đạt trạng thái 23 rồi à, VC 4 G, à, quanh quanh những vùng giá như vậy vẫn ổn nha. À, tức là hiện tại ông này đang vượt đỉnh và nó vẫn đang duy trì khá là tích cực và các bạn vẫn còn vùng mua được ha. bởi vì đây là nó mới vượt vùng giá khoảng 12 chấm mấy các bạn, ạ? 12 chấm chín, mười thì trong phạm vi này ha cứ túc tắt gom chứ không sau này nó sẽ trượt giá thì lại toan và ông này sẽ về lại vùng giá khoảng 14.5 đến 15 trong thời gian sắp tới với một cái xu hướng vận động tăng tích cực thì nó sẽ về là rất là bình thường C4G rồi, OK, à, C C da Beco, các bạn, đó, cổ phiếu heo và rõ ràng cho các bạn mua mẫu hình cấp tay cầm này mọi người nè và tiếp tục có lãi ha. Và ông này thật ra ông sẽ tìm lại những vùng giá như là mình nghĩ là về lại vùng giá khoảng 21 ha, trước sau đó nó sẽ về xa hơn nữa đó, OK và hiện tại nó đang chạm là những vùng kháng cự như thế này thì đối với người đánh trading thì người ta sẽ chốt quanh vùng giá này vùng giá khoảng 19 20 đến 20 19 5 đến 20 mình đã nhắc với mọi người rồi còn về tiếp tục cái target trung hạn thì nó sẽ về lại vùng giá khoảng là 25 đó là đường đi của dabeco ok rồi các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký bật quả chuông bên cạnh chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người nha ai muốn vào group vip thì mọi người là hãy nhắn tin cho thái rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người bye bye